Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Vùng áp thấp phía Tây đang hoạt động mạnh trở lại và đóng vai trò là một trung tâm hút gió. Vì vậy, trong đêm qua và sáng nay trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió giật trên cấp 6, biển động. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực này vẫn là nơi có gió mạnh nên sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Các tàu thuyền trọng tài nhỏ nên hạn chế lưu thông. Với các vùng biển khác của nước ta, tàu thuyền có thể hoạt động được bình thường trong điều kiện thời tiết ổn định. Trời phổ biến ít mưa và ngày nắng cùng với cường độ gió không mạnh. Riêng khu vực đảo từ Cà Mau cho tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan vào thời điểm chiều tối, những đám mây rông có thể xuất hiện gây mưa rào và rông vài nơi. Khu vực Biển Đông thời điểm này cũng là nơi khá an toàn cho những chuyến xa khơi của bà con ngư dân. Tiết trời tạnh giáo, gió duy trì cường độ trung bình, trên biển không, không động và sóng cao không quá 2 mét. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ Thưa quý vị và các con, trong 24 giờ tới, gió trên vùng biển này sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn ở các vùng biển khác. Ở mức cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, sóng biển vì thế có lúc sẽ cao trên 2 m Các tàu thuyền nên hạn chế hoạt động trong khoảng thời gian này. Ban ngày gió giảm hơn một cấp, trời không mưa, ban ngày trời có nắng và hơi nóng vào lúc giữa trưa. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, Tương tự như ở vùng biển phía Bắc, khu vực này cũng đang bị cảnh báo là nơi có sóng gió mạnh kèm theo sóng lớn. Tại đây, gió Đông Nam đến Nam sẽ duy trì cường độ cấp 5, có lúc cấp 6 giật trên cấp 6 trong đêm nay và ngày mai. Mặc dù thời tiết không mưa, tầm nhìn thoáng, tuy nhiên do biển động nên sẽ không an toàn cho các tàu thuyền nhỏ, đặc biệt là thuyền thúng công mực của bà con. Xuống tới khu vực biển miền Trung, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo cồn Cỏ và Lý Sơn. Do nằm xa vùng áp thấp hơn nên trên khu vực này, đới gió Đông Nam chủ yếu có cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển cao dưới 2 mét nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hàng hải. Thời tiết phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng sáo, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai, cũng có chủ yếu tác động của đời gió Đông Nam với cường độ chỉ khoảng mạnh cấp 4. Thời tiết tốt cũng duy trì trên vùng biển này. Trời không mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân. Các chuyến tàu ra đảo cũng có thể tiến hành bình thường. Dọc theo vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, tại đây gió thổi đều, theo hướng đông đến đông nam với cường độ trung bình yếu, mạnh cấp 3, cấp 4. Sóng biển cao dưới 1,75m, tình trạng biển khá êm ả cùng với tầm nhìn xa thoáng trên 10km, nên rất ủng hộ cho các việc lưu thông, hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, và thổ chu trên khu vực biển phía tây này gió vẫn tiếp tục thổi nhẹ trong 24 giờ tới nên biển chỉ có những gợn sóng nhỏ. Thời tiết này chỉ xảy ra mưa rào và rông, vì vậy trong thời kỳ này đây vẫn là vùng biển khá an toàn cho các hoạt động đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân. Tương tự như vậy, trên vùng biển Vịnh, Thái Lan, gió thổi nhẹ nhẹ nên biển cũng lặng và sóng êm. Ban ngày trời có nắng nên rất thuận lợi cho hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Tuy nhiên, vào thời điểm chiều tối, những đám mây rông có thể xuất hiện gây mưa rào và rông ở vài nơi. Ra xa hơn đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thì gió trên vùng biển này sẽ thịnh hành chủ yếu theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ trung bình khoảng cấp 4, cấp 5. Tình trạng biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng và ủng hộ cho các hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc. Trong 24 giờ tới, gió cũng thịnh hành theo hướng Đông đến Đông Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4, sóng biển không cao cùng với thời tiết ổn định. Vì vậy, các hoạt động hàng hải có thể tiến hành bình thường. Các tàu đánh cá lớn có thể yên tâm ra khơi vì trong những ngày tới, tình trạng biển tại đây được dự báo là vẫn ổn định và thời tiết tốt, ít mưa. Cuối cùng như thường lệ sẽ là phần dự báo cho khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, tại đây gió thịnh hành chủ yếu theo hướng đông với cường độ mạnh cấp 4. Sóng biển không cao, tình trạng biển ổn định. Thêm vào đó thời tiết vẫn đang trong trạng thái tốt, tiếp tục ủng hộ cho các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt.